Cho nên nó phải cần một bộ lông rất là dày và lớp da có mỡ để nó thay giữ ấm cho cơ thể đó các bạn. Chú voi mà mút này rất là to luôn. Wow, trận đấu rất là gây cấn các bạn ơi. Hai chú voi khổng lồ nè các bạn. Wow, một con có súng các bạn ơi, nó đang bắn rất là đáng sợ luôn nha. Wow, trận đấu không công bằng tí nào. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Mosasaurus các bạn. Wow, Mosasaurus là một con khủng long có răng rất là nhọn này. Wow, con này nó có vây nè các bạn ơi, đuôi rất là dài luôn này. Wow, chú khủng long này nhìn rất là to luôn các bạn. Wow, chú khủng long Mosasaurus các bạn. Wow, con này nó bơi rất là nhanh nha, cái đuôi nó rất là dài luôn các bạn. Chú khủng long nhìn cũng rất là to luôn này. Wow, một chú mực khổng lồ các bạn ơi, một chú mực khổng lồ với rất là nhiều xúc tu nè các bạn. Wow, bên trái là một chú khủng long nè các bạn. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Dilophosaurus nè các bạn. Dilophosaurus là một con khủng long có hai cái vây trên đầu nè các bạn. Wow, chú khủng long nhìn khá là to luôn nha. Wow, con Dilophosaurus này rất là ngầu này. Đây là một chú khủng long có khả năng chạy rất là nhanh nha, và nó có răng rất là nhọn này, cái lưỡi nó cũng rất là dài nè các bạn. Wow, trông rất là to các bạn ơi. Wow, chúng ta có một chú khủng long Dilophosaurus đi đè săn mồi nè các bạn. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một con khủng long các bạn, đây là một con khủng long bạo chúa đó các bạn. Con khủng long bạo chúa này có tên gọi là Tyrannosaurus đó các bạn. Wow, con này nhìn khá là ngầu nha. Wow, chú khủng long nhìn rất là to luôn các bạn. Wow, con này có răng cũng rất là nhọn này. Wow, trông rất là ngầu luôn các bạn ơi. Wow.
Wow, chú khủng long bạo chúa đang nằm cạnh bờ hồ nữa các bạn. Nó có một cái logo Superman rất là ngầu này. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long nữa các bạn. Đây là một con khủng long ba sừng nha. Nó có hai cái sừng lớn và một cái sừng nhỏ nữa các bạn. Wow, con này nó có gai trên lưng các bạn ơi. Đuôi thì rất là dài luôn này. Wow, chú khủng long nhìn khá là ngầu nha. Đây là một con khủng long có đuôi cũng rất là dài nữa các bạn. Wow, con khủng long này nó ăn cỏ nha các bạn. Thân hình rất là to luôn, nó có thể nặng tới 5 tấn đó các bạn. Wow. Wow, con khủng long Triceratops các bạn ơi, nó có hai sừng lớn và một sừng nhỏ nữa các bạn. Trên cổ nó có một cái vây xẻ ra rất là nhiều gai luôn này. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú cá mập nữa các bạn ơi, một chú cá mập mắc cạn trên bờ đây các bạn. Wow, chú cá mập này cũng khá là to nha. Con này nó có đuôi cũng rất là dài luôn các bạn. Wow, cá mập này là một trong những loài động vật bơi rất là nhanh luôn các bạn. Những loài động vật săn mồi rất là ghê nha, nó có thể bơi rất là nhanh và nó là bá chủ dưới đáy đại dương nha các bạn. Có lẽ nó chỉ thua còn những con cá voi sát thủ thôi các bạn ơi. Wow, một chú cá voi sát thủ đang tấn công một chú cá mập trắng các bạn ơi, nó đang xây chú cá mập trắng nè các bạn. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long bạo chúa các bạn ơi. Đây là đầu của một con khủng long bạo chúa đó các bạn. Wow, đây là một con khủng long bạo chúa nhìn rất là to luôn các bạn. Wow, chú khủng long nhìn khá là ngầu nha. Wow, con khủng long bạo chúa nó có răng rất là nhỏ các bạn, đôi mắt màu đỏ ngầu luôn, nó có màu xanh đó nè các bạn. Chú khủng long nhìn rất là to luôn các bạn ơi. Wow. Ủa, chú khủng long bạo chúa chuẩn bị gầm nè các bạn ơi. Thế chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long các bạn. Đây là con khủng long có vây trên lưng các bạn, nó có hai dải vây lưng kéo dài từ đầu tới đuôi này, cuối đuôi nó có bốn cái gai nữa các bạn. Wow, đây là chú khủng long cực kỳ to luôn nha, một chú khủng long nhìn khá là ngầu đó các bạn. Con khủng long này nó có màu tím các bạn ơi, đi kèm những cái vây lưng nữa này. Wow, con này nó có thể nặng lên đến 5 tấn các bạn, nhưng mà đây là con ăn cỏ cực kỳ hiền lành luôn nha. Nó có việc chính là khủng long vây kiếm nữa đó các bạn. Tuy nhiên đây là con khủng long cực kỳ ngầu và rất là to luôn các bạn. Wow. Wow, chú khủng long Stegosaurus nằm ngủ giữa một bầy khủng long nè các bạn, nó không sợ con nào hết nha. Wow, còn rất là nhiều chú khủng long các bạn ơi, cùng nhau khám phá những chú khủng long này nữa nha. Wow, rất là đông nữa các bạn. Wow, chúng ta có một chú khủng long và khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Con Brachiosaurus này có màu cam rất là đẹp các bạn, cổ rất là dài này, đuôi nó cũng rất là dài nha, bốn chân cũng rất là to các bạn. Wow, chú khủng long nhìn khá là ngầu luôn nha. Brachiosaurus này có thân hình rất là to, cổ rất là dài các bạn. Chú khủng long này nó chạy khá là chậm nha, bởi vì thân hình nó rất là to lớn các bạn. Kích thước rất là to và nó có thể nặng đến 30 tấn nha, nhưng đây là chú khủng long cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Wow. Wow, hai chú khủng long Brachiosaurus khổng lồ các bạn. Wow, màu tím rất là đẹp này. Wow, chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Spinosaurus là một con khủng long nhìn khá là ngầu luôn nha các bạn. Wow, con này nó có cái vây lưng nữa các bạn, con này nó có răng cũng rất là nhọn này. Wow, đuôi nó cũng rất là dài nha. Đây là một chú khủng long nhìn khá là ngầu nha các bạn. Wow, con này nó có vây lưng rất là to luôn các bạn. Wow, chú khủng long này có thể đối đầu với cả khủng long bạo chúa luôn nha. Wow, một con Spinosaurus các bạn ơi, nó đang đi săn mồi đó các bạn. Wow, vây lưng đặc trưng nó rất là to nè các bạn. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Dilophosaurus nha các bạn. Dilophosaurus là một con khủng long có vây trên cổ đó các bạn. Wow, con này có hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và cái đuôi rất là dài này. Chú khủng long nhìn khá là ngầu nha. Con này nó chạy rất là nhanh luôn đó các bạn. Wow, một trong những loại khủng long nhìn rất là ngầu đó các bạn. Wow, con Dilophosaurus có hai cái vây trên cổ đó các bạn, nó đang rung lắc nè các bạn. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long nè các bạn. Con khủng long này con là con khủng long bạo chúa nha. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và cái đuôi rất là dài nè các bạn. Chú khủng long nhìn rất là to nha. Wow, con khủng long nhìn khá là ngầu nè các bạn. Con khủng long này có đuôi cũng rất là dài này. Wow, con này nó gầm lên rất là ghê các bạn ơi. Con khủng long bạo chúa này mỗi lần mà săn mồi không để cho con mồi chạy hết đâu nha. Chú khủng long này có tên khoa học là Tyrannosaurus rex đó các bạn. Wow, chú khủng long bạo chúa chúng ta vừa đi uống nước về nè các bạn ơi. Wow, nó rất là đáng sợ luôn nè các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một con khủng long Carnotaurus nha các bạn. Carnotaurus là một con khủng long có hai cái sừng trên đầu nè các bạn. Wow, con này nó có răng rất là nhọn này, hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và cái đuôi rất là dài nè các bạn. Wow, chú khủng long nhìn khá là ngầu nha. Đây là một con khủng long chạy rất là nhanh nè các bạn ơi. Wow.
Wow, một đàn khủng long Carnotaurus luôn các bạn ơi, nó chiên săn mồi theo bầy đàn nè các bạn. Wow, hai cái sừng trình tráng rất là to này. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long bay nha các bạn. Đây là con khủng long bay có tên gọi là thằng lằn xăm Pteranodon nha các bạn. Con Pteranodon này nhìn khá là ngầu nha. Wow, con này có sải cánh cũng rất là dài luôn các bạn. Wow, nhìn khá là to luôn nha. Đây là một chú thằng lằn xăm bay rất là nhanh luôn các bạn. Wow, chúng ta có một đàn khủng long Brachiosaurus bị tấn công bởi những con thằn lằn xăm đó các bạn. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Brachiosaurus là một con khủng long nhìn rất là to như thế này nha. Wow, con Brachiosaurus có cổ rất là dài luôn này. Wow, bốn chân rất là to và cái đuôi nó cũng rất là dài nữa các bạn. Wow, chú Brachiosaurus nhìn rất là ngầu luôn nha. Wow, hai chú Brachiosaurus khổng lồ có cổ rất là dài nè các bạn. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Spinosaurus các bạn. Spinosaurus là một con khủng long có vây lưng nữa các bạn. Wow, con này có răng rất là nhọn nha, đuôi nó cũng rất là dài nữa các bạn. Con này có vây lưng rất là to nữa nè các bạn. Wow, chú khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Wow. Wow, chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Spinosaurus nhìn rất là to nè các bạn, vây lưng cũng rất là to luôn này. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một con khủng long có cái sừng phía sau đầu nữa các bạn. Con này là con khủng long Parasaurolophus nha. Con Parasaurolophus này nó có một cái sừng phía sau đầu nữa các bạn. Nó có màu xanh dương đi kèm một cái dải màu xanh lá nhìn rất là ngầu các bạn ơi. Wow, đuôi rất là dài luôn này. Chú khủng long nhìn khá là to nha. Wow, con Parasaurolophus nhìn rất là ngầu nữa các bạn. Wow. Wow, một đàn khủng long Parasaurolophus luôn các bạn ơi. Wow, mỗi con đều có một cái sừng phía sau đầu rất là đẹp này. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Ankylosaurus là một con khủng long có gai nè các bạn. Wow, con này nó có cái đuôi cũng khá là dài nha. Chú khủng long nhìn khá là to luôn đó các bạn. Wow, con Ankylosaurus là một con khủng long nhìn rất là to luôn các bạn ơi. Con này nó có da rất là dài nè các bạn, gai trên lưng cái này.